Bên triển sông vắng lặng, có một thị trấn nhỏ bé, cũ kỹ. Thị trấn này nằm lặng lẽ bên dòng sông, như một bức tranh tĩnh lặng, nơi thời gian dường như đã ngừng trôi. Những con đường nhỏ hẹp, những ngôi nhà cổ kính, tất cả đều mang một vẻ đẹp u buồn, như đang kể lại những câu chuyện của quá khứ. Những ngôi nhà sơ xác nép mình bên nhau, như chìm trong giấc ngủ dài. Mỗi ngôi nhà đều có những vết tích của thời gian, những bức tường bóng chốc, những mái ngói cũ kỹ, tất cả đều tạo nên một khung cảnh đầy hoài niệm. Những ngôi nhà này đã chứng kiến biết bao thăng trầm của cuộc sống, từ những ngày tháng hạnh phúc đến những lúc khó khăn. Cuộc sống nơi đây cơ cực, người dân lam lũ mưu sinh từng ngày. Họ làm việc không ngừng nghỉ, từ sáng sớm đến tối mịt để kiếm đủ tiền nuôi sống gia đình. Những người nông dân cày cay trên những cánh đồng, những người thợ thủ công làm việc trong những xưởng nhỏ, tất cả đều cố gắng hết mình để vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Giữa thị trấn ảm đạm ấy, có một người mẹ đơn thân trẻ tên Lan, tuổi đời chưa đến 30, đang chật vật nuôi con nhỏ. Lan là một người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, cô vẫn luôn nỗ lực để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con trai mình. Mỗi ngày, cô phải đối mặt với những thử thách mới, nhưng tình yêu dành cho con đã giúp cô vượt qua tất cả. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai gậy của người phụ nữ trẻ. Lan phải làm nhiều công việc khác nhau để kiếm sống, tự làm thuê, bán hàng rộng, đến làm việc trong những xưởng nhỏ. Mỗi công việc đều đòi hỏi sự nỗ lực và kiên nhẫn, nhưng Lan không bao giờ từ bỏ. Cô luôn tin rằng, chỉ cần cố gắng, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Chóng mặt sớm, để lại cho cô đứa con trai 5 tuổi. Sự ra đi của chồng là một cú sốc lớn đối với Lan, nhưng cô không cho phép mình gục ngã. Cô biết rằng, mình phải mạnh mẽ để làm cho dựa cho con trai. Mỗi ngày, cô đều kể cho con nghe về cha, về những kỷ niệm đẹp mà họ đã có với nhau, để con trai không bao giờ quên đi hình ảnh của cha mình. Hằng ngày, Lan làm đủ nghề để kiếm sống. Cô không ngại khó, ngại khổ, chỉ cần có thể kiếm được tiền để nuôi con, cô sẵn sàng làm bất cứ công việc gì. Từ sáng sớm, cô đã bắt đầu một ngày làm việc mới, và chỉ khi đêm xuống, cô mới có thể nghỉ ngơi. Dù mệt mỏi, nhưng nụ cười của con trai là động lực lớn nhất để cô tiếp tục cố gắng. Cuộc sống tuy nghèo khó, nhưng tình mẫu tử thiêng liêng đã sưởi ấm trái tim người mẹ trẻ. Lần luôn dành thời gian để chơi đùa và dạy dỗ con trai, dù bận rộn đến đâu. Cô tin rằng tình yêu và sự quan tâm của mình sẽ giúp con trai trưởng thành và trở thành một người tốt. Mỗi buổi tối, khi con trai đã ngủ say, Lan lại ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời và mơ về một tương lai tươi sáng hơn cho hai mẹ con. Một buổi sáng, như thường lệ, Lan thức dậy từ sớm. Ánh bình minh vừa ló dạng, chiều những tia nắng đầu tiên qua cửa sổ nhỏ của căn nhà đơn sơ. Lan vươn vai, cố gắng xua tan cơn buồn ngủ còn vương vẫn. Cô biết rằng một ngày mới đầy thử thách đang chờ đợi mình. Cô pha cho con trai bé bỏng ly sữa ấm. Đó là thói quen hàng ngày, một cách để bắt đầu ngày mới với niềm vui và sự ấm áp. Lan luôn muốn con trai mình có một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, để bé có đủ năng lượng cho cả ngày dài. Nhưng hôm nay, hộp sữa đã hết sạch. Lần mở tủ lạnh, nhìn vào khoảng trống lạnh lẽo, lòng cô trùng xuống. Cô nhớ lại lần cuối cùng mình mua sữa và nhận ra rằng đã qua nhiều ngày rồi. Nhìn con trai thơ ngây, Lan lòng đau như cắt. Bé vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết những khó khăn mà mẹ đang phải đối mặt. Đôi mắt trong veo của con nhìn mẹ đầy hy vọng, khiến Lan càng thêm quyết tâm phải làm gì đó. Cô không còn một đống nào trong túi. Những ngày qua, Lan đã phải chặt chịu từng đồng để mua thức ăn và các nhu yếu phẩm khác. Cô biết rằng mình phải tìm cách kiếm tiền, nhưng hiện tại, việc cấp bách nhất là phải có sữa cho con. Mẹ ơi, con đói quá. Tiếng nói của con trai như một lời nhắc nhở đau đớn về trách nhiệm của một người mẹ. Lan cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Quán tạp hóa gần nhất cách nhà 5 cây số. Đó là một quãng đường dài, đặc biệt là khi phải đi bộ hoặc đạp xe. Nhưng Lan không có lựa chọn nào khác. Cô phải đi, vì con trai mình. Không còn cách nào khác, Lan đành gửi con cho bà lão hàng xóm. Bà lão là người tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ khi Lan can. Lan biết rằng con trai mình sẽ an toàn và được chăm sóc tốt. Để bà trông cháu chờ, Lan, con cứ đi đi. Lời nói của bà lão như một nguồn động viên lớn lao, giúp Lan thêm vững tin vào quyết định của mình. Cô dắt chiếc xe đạp cũ kỹ, một phương tiện đã cùng cô đi qua biết bao chặng đường gian khó. Chiếc xe đạp là tài sản quý giá nhất của Lan, và hôm nay nó sẽ lại đồng hành cùng cô trên con đường đầy thử thách. Lao ra màn sương lạnh giá, sương mù dày đặc khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn, nhưng Lan không ngại. Cô biết rằng mỗi bước đi là một bước gần hơn đến mục tiêu của mình. Lòng nàng chịu lo âu, cô chỉ mong sớm mua được sữa cho con. Trong đầu Lan hiện lên hình ảnh con trai đang chờ đợi ở nhà, và điều đó tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô biết rằng, dù có khó khăn đến đâu, tình yêu thương và trách nhiệm của một người mẹ sẽ giúp cô vượt qua tất cả.
Con đường đất đổ gỗ ghế, trơn trượt sau cơn mưa đêm. Lân cố đạp xe thật nhanh, lòng nóng như lửa đốt. Bỗng, một chiếc xe tải lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tiếng còi xe inh ỏi xé toạc không gian tĩnh lặng. Tất cả xảy ra quá nhanh, Lân không kịp phản ứng. Một tiếng động mạnh vang lên, chiếc xe đạp văng xa, nằm trống trơ giữa đường. Lân ngã xuống bất tỉnh, máu từ vết thương trên đầu cô tuôn ra, nhuộm đỏ đạt. Tin dự về cái chết của Lan khiến cả thị trấn bàng hoàng. Lan, một người mẹ trẻ đầy nghị lực, đã ra đi đột ngột, để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người thân yêu và cả cộng đồng. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống để nuôi dạy con trai mình. Ai cũng xót thương cho số phận nghiệt ngã của người mẹ trẻ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của những người hàng xóm, bạn bè và người thân. Họ không thể tin rằng Lan đã ra đi mãi mãi, để lại đứa con trai bé bỏng bơ vơ giữa cuộc đời. Một tổ chức từ thiện đã đứng ra lo liễu tang lễ cho Lan. Họ đã chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo, từ việc sắp xếp linh cứu đến việc tổ chức buổi lễ. Những người tình nguyện viên đã làm việc không ngừng nghỉ, với hy vọng mang lại một chút an ủi cho gia đình Lan trong thời khắc đau buồn này. Tội nghiệp Lan quá, số phận nghiệt ngã thật. Mọi người không ngừng bàn tán về cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy sóng gió của cô. Họ nhớ lại những kỷ niệm đẹp về Lan, về nụ cười tươi tắn và sự kiên cường của cô trong mọi hoàn cảnh. Ngôi nhà nhỏ của Lan vắng tanh, những bức tường từng chứng kiến bao niềm vui, nỗi buồn giờ đây trở nên lạnh lẽo và trong trại. Không còn tiếng cười đùa của Lan và con trai, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ. Con trai cô ngồi bơ vơ bên linh cữu mẹ. Đứa trẻ nhỏ bé, với đôi mắt ngặn lệ, không hiểu tại sao mẹ lại không còn ở bên mình nữa. Em ngồi đó, lặng lẽ nhìn vào linh cữu, hy vọng rằng mẹ sẽ tỉnh dậy và ôm em vào lòng. Đôi mắt trong veo ngần lệ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Em không hiểu tại sao mọi người lại khóc, tại sao mẹ lại nằm im không nói gì. Những câu hỏi không có lời giải đáp cứ xoay quanh trong đầu em. Đứa trẻ tội nghiệp không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em chỉ biết rằng mẹ đã ra đi và em sẽ không bao giờ được nghe giọng nói ấm áp của mẹ nữa. Sự mất mát quá lớn đối với một đứa trẻ nhỏ bé như em. Nó chỉ biết mẹ nó đã ra đi mãi mãi. Em nhớ lại những kỷ niệm đẹp với mẹ, những buổi chiều hai mẹ con cùng nhau chơi đùa, những lần mẹ ôm em vào lòng và kể chuyện. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Tiếng gọi của em vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng không có ai trả lời. Em chạy khắp nơi, tìm kiếm mẹ trong vô vọng. Nỗi đau và sự hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ bé của em. Sau đám tang, đứa trẻ được đưa vào cô nhi viện. Đây là nơi em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, xa lạ và đầy thử thách. Những người ở cô nhi viện đã cố gắng hết sức để giúp em thích nghi, nhưng không gì có thể thay thế được tình yêu thương của mẹ. Cuộc sống mới đầy khó khăn và xa lạ đang chờ đợi em. Em phải học cách sống mà không có mẹ bên cạnh, phải đối mặt với những thử thách mới. Nhưng em vẫn giữ trong tim những kỷ niệm đẹp về mẹ, như một nguồn động lực để tiếp tục bước đi trên con đường đời. Ngôi nhà của Lan được một gia đình khác đến thuê. Người chủ mới là vợ chồng anh Tuấn. Ban đầu, mọi việc diễn ra bình thường. Nhưng rồi, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Đêm đến, vợ chồng anh Tuấn thường nghe tiếng khóc than ai oán vang vang. Cánh cửa tự động mở ra đóng vào, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Rồi một đêm, anh Tuấn tận mắt nhìn thấy bóng trắng lướt qua. Khuôn mặt người phụ nữ hiện ra với vẻ mặt đau khổ, tuyệt vọng. Anh Tuấn sợ hãi, ngất xỉu. Tin đồn về ngôi nhà ma ám lan truyền khắp thị trấn. Vợ chồng anh Tuấn lo lắng, sợ hãi. Họ tìm đến một pháp sư nổi tiếng trong vùng. Vị pháp sư làm lễ trừ tà, phong ấn ngôi nhà. Nhưng mọi việc chỉ yên ổn được vài ngày. Linh hồn oan khuất của Lan dường như càng trở nên dữ dội hơn. Pháp sư bị một thế lực vô hình hất tung, ngã lăn ra. Ông ta hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Ngôi nhà chìm trong bầu không khí u ám, rùng rợn. Vợ chồng anh Tuấn tuyệt vọng, không biết làm thế nào. Trong lúc cùng đường, họ được một cụ già mách bảo, hãy tìm đến ngôi chùa trên núi. Nơi đó có một vị sư già độc cao vọng trong, có thể giúp đỡ họ. Họ tìm đến ngôi chùa, quỳ gối cầu xin sự giúp đỡ. Nghe xong câu chuyện, nhà sư già trầm ngâm suy nghĩ. Ông biết linh hồn người mẹ trẻ đang oán hận, không siêu thoát được. Ông quyết định sẽ giúp đỡ Lan. Đêm hôm đó, nhà sư già cùng vợ chồng anh Tuấn quay trở lại ngôi nhà. Linh hồn Lan hiện ra. Gương mặt đầy oán hận, tiếng khóc ai oán vang vọng. Calmly, ông nhẹ nhàng nói chuyện với Lan, giọng đầy từ bi. Ông khuyên nhủ Lan hãy buông bỏ oán hận, nghĩ đến đứa con thơ dại đang côi cút nơi cô nhi. Lời nói của nhà sư như thẩm sâu vào tâm can Lan, nỗi đau khổ, oán hận trong cô dẫn nguôi ngoại. Lân nhìn nhà sư, nước mắt tuôn rơi, cô nhớ thương con trai ra diệt. Gently, nhà sư già hứa sẽ chăm sóc con trai cô chu đáo.
Ông đưa cho Lan một nén nhang thơm, dẫn lời cô theo con đường ánh sáng. Linh hồn Lan dần tan biến trong ánh sáng rực rỡ. Vợ chồng anh Tuấn là người chứng kiến. Họ biết Lan đã tìm được bình yên, ngôi nhà trở lại tĩnh lặng. Ánh trăng hiền hòa rải xuống, xua tan màn đêm u tối. Sáng hôm sau, vợ chồng anh Tuấn đến cô nhi viện. Họ làm thủ tục nhận nuôi con trai của Lan. Happily, từ đó, ngôi nhà nhỏ lại rộn rã tiếng cười. Đứa trẻ được sống trong tình yêu thương của gia đình mới. Mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ, đứa trẻ thường ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Em tin rằng mẹ em ở trên cao kia luôn dõi theo và che chở cho em. Câu chuyện về người mẹ đơn thân oan khuất như một lời nhắc nhở về tình mẫu tử thiêng liêng. Dù ở cõi dương hay cõi âm, tình mẹ dành cho con vẫn luôn bất diệt. Nó còn là bài học về lòng nhân ái, sự tha thứ và ý nghĩa của cuộc sống.